Tham gia ngay video contest tổng giải thưởng lên đến 5,2 tỷ. Chi tiết xem tại sparkyourfire.gg gạch chéo video. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Rikaki Live. Ok, hôm nay mình đang mặt ở bên server Thái. Bên server Thái hôm nay họ ra một sự kiện rất là kinh khủng. Đó chính là một cái map mới. Đấy, một cái chế độ chơi mới, ma mủng gì đấy, căng đét hết lên luôn. Ok, thì nhưng mà trước khi mà qua test cái map đấy, thì cái map đấy nó lại phải chờ đến quá 12 giờ trưa nó mới mở. Mấy thằng Thái này nó kiểu nó cũng dị anh em ạ. Bên nhà dàn Thái này kiểu vận hành server nó kiểu rất dị. Việt Nam mình toàn mở 12 giờ đêm. Đấy, bên này toàn mở 12 giờ trưa. Ở bên này nó đang ra mấy bộ thích khách âm dương. Không biết là tháng này là cái tháng quái thì ở bên Thái mà thấy kiểu ma mỉa. À, sắp đến Halloween anh em ạ. Đúng rồi, còn một tuần nữa đến Halloween mà bên Thái là một trong bên nó ăn mừng Halloween rất là kinh. Đấy, bên Thái nó rất tự hào về phong cách ma Thái. Không biết là có gì hay không, nhưng mà bên này nó đang ra một loạt các thể loại âm dương rồi các kiểu con đà điểu. Đấy, và nó ra một cái map mới, may ra có sự kiện 500kc, có thể được nhỉ. Và sự kiện này ngon đấy, và sự kiện lâu lắm server Việt Nam chẳng thấy mở cái sự kiện tương tự như này. Hôm qua bên này nó ra của shop huyền bí, shop huyền biến rất là tươi. Bên này thì vẫn đang rất là hot cái mặt nạ White God này, mặt nạ gọi là mặt nạ cái gì thần trắng này, trắng thần trắng. White God thì chắc là dịch là thần trắng thôi. Đấy, ok con dê. Đấy, bên này nó đang có sự kiện cho chúng ta free súng gọi là súng chế tác khi mà chúng ta chơi chơi 60 phút thì chơi 90 phút thì sẽ được thêm một bốn tổng cộng là 4 huy hiệu. Mỗi huy hiệu này có thể đổi được một khẩu chế tác trong 24 giờ. Nói chung là sự kiện này cũng khá ổn. Đấy, sự kiện này trông cũng khá là ổn. Đấy, trông tạm tạm. Đấy, trông tạm tạm anh em ạ. Và nói chung là đây nó có quả sự kiện mới. Ở đây nó tặng cặp free cả bộ đồ gì đấy này. Đấy, bộ đồ trông khá kinh, vũ điệu tử thần ma quỷ gì đấy. Đấy, trong bộ này cũng kiểu trong bộ này trông hơi ma Thái anh em ạ. Vâng, trong bộ này trông hơi kinh. Đấy, bộ này chắc là sinh ra để dành cho bên Thái thôi. Đấy, trông rơi rơi này, trông quỷ rơi rơi ma trông kinh ấy. Đấy, trông khiếp thật ấy. Trông gọi là căng đét khét lẹt luôn. Và là chuối đây. Ra quả ma kinh mãi nổi ạ. Đấy, nhưng mà bởi vì một số anh em không dám thử nên là bảo chú Ri chơi thử đi. Tôi sợ ma vãi cả nồi ra. Anh em bắt tôi thử map ma đùa, anh em bắt tôi thử map kinh dị ạ. Nhưng mà thôi không sao, vì mình là người review có tâm nên là tôi cắn răng để tôi review cho anh em cho tôi một like và subscribe nhá. Em cắn răng review anh em ấy, tôi không thích ma quỷ gì đâu, thề luôn, tôi không thích mấy cái ma mạnh các thứ đâu. Vì anh em yêu cầu quá, tôi cắn răng để tôi test cho anh em nhá. Anh em không like cho cái này thì thôi đấy. Anh em không like cho cái video này, tôi không thích ma quỷ gì đâu, thề luôn. Tôi là một người rất sợ ma. Và tôi đang ở nhà một mình anh em ạ. Hỏng rồi. Ở nhà một mình đùa bắt tét quả map ma quỷ ai. Hỏng thật rồi. Ui, tôi thế. Vâng, đây là quả map thử chiến anh em ạ. Và map thử chiến nhưng mà theo phong cách ma Thái. Và u là trời, căng đét và khét là lẹt. Và u là trời. Đấy, căng thật đấy. Và ui. Và đấy, nào. Và một pha đẩy lên đến vị trí của Rika Khịa, streamer gà nhất Việt Nam. Đấy, ui dù ui, map anh kinh thế. Và map này còn điện xét giật nữa. Nhưng mà trong này nó hơi giống cái làng Rim Nam, nhưng mà giữa lại có ngôi chùa. À, ngôi chùa, úi dồi, dưới chùa lại có tí lửa anh em ạ. Và chắc chắn đây là game Free Fire. Rồi, chùa cái gì đây? Trông kinh ngay mà đi vào đây không mất máu anh em ạ. Và đi vào đây không mất máu, trông khiếp thế nhở. Trông quả map, ui bắn nhau căng đét rồi. Từ kệ, ma quỷ gì từ đã. Ma quỷ gì cứ phải từ đã. Để tôi lên tôi thịt luộc mấy cái thằng này đã. Mày thằng này ma quỷ, ma tao mới sợ nhưng người tao không sợ. Người xin nhẹ cái đầu. Đấy, người thì xin nhẹ cái headshot. Đấy, không headshot được. Đấy, ui. Và trong kia có cái con gì đỏ nhỉ. Trông kinh nhỉ, từ đã thịt mấy thằng đồng đội đã. À quên nhầm, nhìn thịt mấy thằng địch đã. Đấy, trông kia có một cái bóng đỏ anh em ạ. Và không ổn rồi. Và tất cả thấy không ổn lắm cái map này. Mấy anh Thái Lan làm cái map kinh ấy. Và này triple kill dành vị trí Orikaki 5 ngày.
Sao map này như vô hạn đạn sao nhỉ? Thay đạn chả thấy gì cả. Map múa múa keo vô hạn đạn à? Map múa keo vô hạn đạn này anh em. Đóng có quả map 10 đấy. Và từ từ giải quyết mấy thằng địch. Trông cái map này cứ kinh kinh anh em ạ. Map này thấy mấy anh em Thái Lan bảo là còn có cả ma biết các thứ. Tôi thấy ma gì đâu. Đấy, chưa thấy ma gì cả. Maria Ozawa. Và chưa thấy ma nhưng mà trông nó cái, trông một cái khiếp khiếp là gì ấy. Các bạn là cái map này nó làm một kiểu tối om ấy. Nhìn trông khó nhìn thật sự ạ. Và nhìn thấy mỗi con nhân vật của mình ở trông nổi nhất. Đấy, vào cho tí phát dương quang lực à. Lên đấy. Và anh em lên cho tôi. Đấy, tôi thấy ở góc ở đồi nó có cái con gì to lắm anh em ạ. Đấy, tí tôi chạy ra xem. Xử lý mấy thằng địch đã. Và xử lý luôn. Đấy, xử lý luôn. Rồi, còn thằng nào ra đây không? Nói chung ở cái đoạn trước mặt thì có con gì nó cứ đỏ đỏ ấy. Và tôi không biết là tí nữa tôi sẽ chạy ra đây tôi xem. Đấy, tôi sẽ khám phá cái map này. Ở đây nó có cái hồi máu này. Cái gì ở trong cái cây chết kia nó có con gì đó đỏ ấy. Trông cứ sợ. Đấy, ôi. Và cái làng này rộng ấy. Ôi. Ở chỗ mặc khắp bản đồ nó có con gì to lắm anh em ạ. Nó có cái con gì to lắm. Từ tôi phải ra tôi đấy tôi xem mới được. Và trong này có người phải. À đây, có thằng địch ấy. Địch vào đồn. Úi giời. Địch vào đồn đứng hết hồn rồi. Nó bắn tôi hết hồn rồi anh em ạ. À, nó bắn mình hết hồn hết vía rồi. Ui, à cái map này thi thoảng nó có mấy cái tiếng cười ấy. Đùa, chơi áp lực thật sự. Chơi thi thoảng nó cứ cười anh em ạ. Rồi thì hết rồi đây bạn ơi. Hay quá, ui thì mình bắn kinh nhở. Bên sông vật thái bắn toàn đầu anh em ạ. Kinh thật. Ui, sao có cả cái cục gì nổi dưới nước nhá. Tôi phải chạy ra cái chỗ con đo đỏ ấy, tôi xem nó là cái gì mới được. Trông nó cứ lạ lạ anh em ạ. Không biết nó có bắn được không. Hay là nó có ra nó vồ mình không. Map này trông okay, nó có một cái chỗ, nó có một chỗ có một con đo đỏ. Đấy, có một chỗ con đo đỏ ngay trước mặt chúng ta luôn. Đấy, để chúng ta chạy thẳng đi qua cái chùa này chúng ta sẽ nhìn thấy. Map kinh dị. Map kinh rị. Mình cũng chưa khám phá hết cái map này đâu nhưng mà trông hơi kinh ấy. Nhưng mà làm sao mà họ cho mấy cái yếu tố ma mài vào được nhỉ? Và công nhận là mấy ông mà chế map ở bên Thái Lan. Cái map này bên gà thằng Thái làm đấy anh em ạ. Đấy, không phải là ở đâu ra đâu, không phải ở đâu xa đâu. Mày, ôi, chạy tít thân tận bên bụi chuối, con đấy ma bắt đấy bạn ơi. Thế này, ở chỗ này nó có một con đo đỏ này. Đấy, không biết là người, chắc là ma. Đấy, trông kinh anh em ạ. Đấy, bắn không bắn được nó anh em ạ. Và trông kinh anh em ạ. Có nên đi ra không anh em? Vâng, đây đi ra anh em. Trông cứ sợ. Đấy, ui, ma thật đấy anh em ạ. Ui, ma thật đấy anh em ạ. À, con này là con ma lai. Con này con ma lai. Trong cái phim hồi trước tôi xem cái phim ở ngoài rạp ấy có con ma mà nó nói chung là nó ăn thịt người đại khái như thế. Đấy, con này cũng là con ma. Thế ở trong góc bản đồ có con thì dài to vãi trưởng ạ. Vâng, Slenderman à. Đấy, ui, map này kinh vãi nồi ạ. Thề luôn. Anh gà rán nào mà map kinh ấy. Anh gà rán nào mà map khiếp ấy. Và ok, đây tôi xem còn con gì ở đây không. Đấy, con gì ở đây không. Đừng có giết thằng địch nhá. Để tôi giết nhanh thế. Chỗ kia góc kia có con gì to kìa. Đây là con gì to rồi. Tôi chạy ra xem con to đấy có cái gì ở ngoài đấy không. Phía đằng này mình chả có con gì nhỉ. Đấy, phía đằng này mình chả có gì. Map này Thái làm kinh ấy. mấy anh Thái ấy, vui tính đấy. Mấy anh Thái ấy, thật là cũng hơi có tí vui tính đấy. Làm quả map cho hẳn con ma vào trong map luôn. Đấy, trưởng con ma kiểu bay ấy. Mà dù nó không bay được. Ui, con đấy mà nó bay được thì sợ phải. Cả ra quần luôn. Con đấy mà nó lại bên Nga Na sao mà làm cho con bay mà con đấy nó đứng im ấy. Như kiểu cái tượng ấy. Chứ con đấy mà nó bay thì thôi. Tôi phải nói với anh em mà thôi. Con đấy mà nó bay cho bản đồ ấy, chắc là ra thì có nước là report nhà phát hành. Đây có con to vãi. Đấy, to vãi trưởng qua bường. Đấy, ôi giời, có một em mà đứng ở bờ hồ đây. Em đứng ở bờ hồ đây. Ôi, tay dài thế. Ôi giời, cái này là trong phim Tình Người Duyên Ma này. Cái con mà tay dài này là trong phim Tình Người Duyên Ma này. Anh em xem phim ấy chưa? Phim hay cực. Đấy, phim ấy cực kỳ hay ở bên Thái luôn. Con ma này là khun ne là cái gì ấy. Ma nắc là cái gì đấy. Thế trong cái phim này nó có cái đoạn mà con này nó vươn tay ra, nó tóm lấy nhân vật chính luôn. Đấy, ôi, thảo ma kinh nhỉ. Ma này làm quả Tình Người Duyên Ma hơi khiếp. Thôi, và tôi nghĩ khám phá thế là đủ rồi.
Và tôi nghĩ khám phá như thế có lẽ là đủ rồi. Và quá đủ được một cuộc tình rồi. Thôi thì mình oẳng hết rồi. Và quay lại phát thì mình còn hay còn chả còn ai, còn mỗi mình tôi. Đấy, tôi lại phải cân ba. Và ui, bụi cỏ biết đi. Đấy, bụi cỏ biết nói. Thôi thằng nó chết rồi anh em. Đấy, tôi cần cân hai chuyện bình thường, xin nhẹ cái đầu. Ui giời, người không sợ nhá. Đấy, ma chỉ sợ ma thôi, riêng người tôi không sợ. Người chấp một mắt. Đấy, người bố mày chấp một mắt. Người bố mày chấp một mắt luôn. Đấy, căng đét mạnh mày chạy ra ngoài hộ tao cái. Đấy, ra đây. Bạn ra đây. Bạn ra đây, tôi hỏi thăm sức khỏe bạn luôn. Bà ơi, tôi hỏi thăm. Ok, láo nhờ. Mày láo nhờ. Mày láo chúng tôi này. Năm ngày, double kill. Ai, tôi bảo luôn ma, tôi mới sợ người. Không bao giờ sợ luôn. Không tính tiền. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Khiếp quá anh em ạ. Còn bây giờ xin chào, hẹn lại anh em trong video sau. Đừng quên like, subscribe cho tôi nha. Bye bye.